Mà nãy nhiễu hoài, hai người đang nói chuyện có bóng đen ngang qua. Mà nãy nhiễu hoài mà không thấy trên nói nó của nó sẽ cái đầu lại là. Trời ơi, dính cái cổ kìa, trôi trôi đi, cổ kìa. Không thấy đường luôn. Má ơi. Cắt nổi kèm hát thôi. Nhưng sao ta nhưng chốn không đành. Tiếng Anh. Cái đó là câu Anh. Đây là đôi guốc, đây là đôi guốc. Đeo phai đôi giày. Đây luôn cái ống Nguyễn hả? Đó là cái giá phải chạy rồi, nhưng làm khốn nạn rồi thang máy cũng vậy. Đứng trong thang máy có bà già. Cái là hỏi em, hàng rào quá này cũng vậy. Động lên nếu động lên nếu. Động nói nó động lên. Mà mưa đó, bây giờ đừng mà thôi, không có ra nào được đậu đó nha. Tạm vào đó, để vô đầu luôn rồi. Để lối này. Đây hả? Ồ, trên nó xuống. Rồi, bay lên thứ 7 máy. Anh chạy. Máy gì? Anh chạy. Vậy. Kinh hoa. Những đời trước đã lấy hết. Thần chỉ còn tinh trùng. Tại vì chính đôi tay. Tôi tên là gì với mẹ rồi? Được rồi. Ủa, đây không phải là con mèo biến mất hay sao? Trời đất ơi, chị ơi, như vậy là con mèo này không phải. Mai Quý Phi, bổ sung rất đau. Thật ra đây không phải là kiểu Mai Quý. Đấy chỉ là một con mèo giống như kiểu Mai Quý thôi. Hai người lại công tố thì vậy luôn á. Mà cứ la nặng luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chúc mừng tiểu Mai Quý nha. Sinh nhật của Hoàng hậu và chúc mừng tiểu Mai Quý. Sinh nhật. Tiểu Mai Quý là một con mèo được yêu mến. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nó. Cái mà lá con nói thì người nói. Ủa anh chị nói đi. Bây giờ mình sẽ chúc mừng sinh nhật của nó đi nào. Ha. Cái gì thì bây giờ điều của Hoàng sẽ trở thành chuyện. Mèo 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 mèo. Tiểu Mai Quý. Đã không lâu. Tiểu Mai Quý nè. Không lẽ Tiểu Mai Quý bị cuốn về đây giống như chúng ta? Tiểu Mai Quý không xui chúng ta được bạn cậu. Vậy con mèo này là nhà anh Hải đây. Anh Hải rất giỏi. Đó. Mọi người ơi, hãy mua khoai của Thấm nha. Khoai của Thấm rất ngon, rất to, rất là ngọt luôn. Bao nhiêu ký đã đi rồi? Rồi đẹp nha. Không, phải cắt